Chào các bạn, trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng học một kiến thức rất là hay, rất là đặc biệt trong Revit. Đó là kiến thức về View Range. Đây là một kiến thức khá là khó. Nó không phải là khó mà nó hơi khó hiểu một chút. Và rất nhiều bạn sử dụng Revit mặc dù rất là lâu năm cũng không hiểu rõ về cái kiến thức này. Do vậy thì mình sẽ đưa những kiến thức này vào trong bộ video để các bạn nào, đặc biệt là những bạn đang mong muốn làm các bộ bản vẽ kỹ thuật bằng phần mềm Revit, có thể có thêm một công cụ để hiểu rõ hơn về cái công cụ này trong phần mềm Revit là như thế nào. Được chưa? Và trong bài học ngày hôm nay các bạn sẽ được giới thiệu về View Range, sau đấy thì được thiết lập một cái nội dung cơ bản của View Range, đó là về cắt lên. Do mình nói đây là một kiến thức khá là phức tạp và khá là dài, do vậy mình sẽ chia bộ video về View Range này những phần nhỏ để các bạn có thể tiện theo dõi và học tập. Ok chưa? Mình nhấn mạnh lại một lần nữa, View Range là rất là quan trọng, đặc biệt là trong việc sản xuất các bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thi công của bạn nhé. Hãy tập trung trong các kiến thức mà mình sẽ nói sau đây. Khi nói về View Range ấy, là nói về một cái thuộc tính liên quan đến view, đến cái hiển thị của mặt bằng, có thể là mặt bằng trần hoặc là mặt bằng sàn các bạn nhé. Tức là tất cả thứ mặt bằng thì chúng ta sẽ có về cái View Range. Và mình sẽ giải thích các bạn rõ một chút hơn, đó là các bạn có thể hiểu ấy là về mặt bằng, tức là chúng ta đang tạo ra một cái bản vẽ từ việc cắt ngang công trình ở một cái cao độ nào đấy. Ví dụ các bạn có mặt bằng tầng 1, tức là chúng ta tạo ra một cái nhát cắt ngang qua công trình ở level 1, và cách cái level 1 đấy khoảng bao nhiêu đấy, thông thường nó rơi khoảng tầm từ 1m2 đến 1m5. Và với cái mặt phẳng cắt đấy nó cắt qua đối tượng nào của cái mô hình của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy được các đối tượng đó, đúng không ạ? Các bạn, cái này các bạn học hình họa, các bạn học về các bản vẽ kỹ thuật thì các bạn hiểu nó rất là rõ rồi. Bạn hiểu nó mặt bằng là gì, mặt đứng là gì rồi, đúng không ạ? Và với cái tính chất đấy thì nó sẽ phân ra những cái thiết lập liên quan đến việc hiển thị của các đối tượng trong các vùng nhìn. Vùng nhìn ở đây là gì? Thì mình sẽ có thể vào một cái mặt bằng và mình sẽ vào một protip, và các bạn sẽ có View Range ở đây. Mình sẽ kích vào Edit View Range. Thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có các phần thiết lập bao gồm Top, Cut Plane, Bottom và View Deep. Trong đó mục Top, Cut Plane và Bottom nó nằm trong mục Primary Range, tức là liên quan đến việc khoảng các vùng, các khoảng nhìn. Còn View Deep liên quan đến độ sâu của tầm nhìn. Đấy. Đấy, hơi khó hiểu rồi đúng không ạ? Đây thì mình sẽ sử dụng một bức ảnh để giải thích các bạn rõ hơn. Bức ảnh này mình download trên mạng, các bạn thấy này. Trong một cái view mặt bằng qua một cái công trình hạn ở đây ở tầng 0 chẳng hạn, thì nó sẽ có một cái mặt phẳng cắt, người ta gọi là cắt lên. Cái mặt phẳng cắt này nó cắt qua đâu thì chúng ta sẽ thấy đối tượng ở đấy. Ví dụ nó cắt qua cửa sổ thì chúng ta sẽ thấy qua cửa sổ, hoặc nó cắt không qua cửa sổ, cắt qua tường thì chúng ta chỉ thấy tường, đúng không ạ? Tất nhiên thấy đối tượng đấy ở dưới dạng cắt. Còn cái top là giới hạn trên của vùng nhìn, bottom là giới hạn dưới của vùng nhìn. Đấy, đây là giới hạn vùng nhìn các bạn nhá. Còn view deep là độ sâu của vùng nhìn. Được chưa? Thì trong các video tiếp theo chúng ta sẽ học kỹ hơn. Và trong video này chúng ta sẽ học hai cái. Một là cái cắt lên, hai là cái view deep. Được chưa? Ok rồi, chúng ta quay lại mô hình dự án nào. Ở đây thì mình sẽ cho bạn xem cái mô hình dự án chúng ta. Ở đây mình đã có này. Mình chuẩn bị là chúng ta sẽ cắt qua mặt bằng tầng 2. Và các bạn sẽ thấy những cái nét đây. Nét đây nó tương ứng với những cái đường, bao gồm top này, cut plane này, bottom và view deep. Được chưa? Và mình cũng chuẩn bị sẵn một số đối tượng với những cái đặc điểm đặc biệt mình sẽ giới thiệu sau đây. Đầu tiên mình sẽ về mặt bằng tầng 2 để chúng ta cùng thực hành. Đầu tiên ấy thì nó sẽ cái các bạn cần học đầu tiên, nó dễ nhất là cái cut plane, tức là mặt phẳng cắt. Mặt phẳng cắt ở đây nó đang thiết lập ở độ cao 1m2, tức là nó sẽ cắt qua các đối tượng ở độ cao 1m2. Và bạn thấy này, những cái cửa sổ này nó cắt qua thì nó sẽ thấy được. Các bạn thấy nhé, trên 3D mình có một cái cửa đây, cửa sổ đây, nó đang nằm ở độ cao 1m8. Giả sử các bạn muốn cái nét cắt chúng ta đi lên và nhìn thấy được cái cửa sổ này thì các bạn sẽ phải vào View Range, mặt bằng tầng 2, các bạn vào View Range, các bạn chỉ việc thay đổi cái cắt lên này lên khoảng tầm 1m850 chẳng hạn, để nó nằm chơi vơi với cửa sổ, gọi Apply. Các bạn thấy này, chúng ta đã thấy được các cửa sổ rồi, đúng không ạ? Đấy, cái cắt plane rất là đơn giản và dễ hiểu, đúng không?
Và chúng ta sẽ cùng thay đổi lại một chút nữa. Giả sử mình vào tầng 1 chẳng hạn. Mình sẽ vào 3D để bạn thấy rõ hơn. Giả sử các bạn thấy này, chúng ta có một cái gọi là cái lò sưởi đây, đúng không? Đi vào tầng 1 nha. Vào tầng 1, vào tầng 1. Thì cái lò sưởi chúng ta đây. Giả sử các bạn điều chỉnh cái cấp lên. Giả sử đang 1m2, các bạn nói cho nó lên khoảng tầm 1m8 chẳng hạn. Apply. Bạn thấy này, chúng ta đã thấy được những đối tượng khác. Đấy, nó cắt qua được cả cái đèn của cái trần này. Hay giả sử mình cho nó tụt xuống ví dụ khoảng tầm 300 chẳng hạn. Apply. Thì bạn thấy này, chúng ta cắt qua cái lò sưởi chúng ta. Đấy, thì cái view rain rất là dễ hiểu đúng không? Tuy nhiên các bạn lưu ý cho mình, vì cái view rain nó sẽ nằm giữa giữa top và bottom, nên khi các bạn thiết lập view rain ấy, thì các bạn lưu ý nó không được cao quá cái top và nhỏ quá cái bottom. Ví dụ cái top của mình đang là 2m3, nhưng mình điều chỉnh cái view cut lên của mình lên 2m4 chẳng hạn, thì ngay lập tức nó báo lỗi. Được chưa? Hoặc mình điều chỉnh nó thấp hơn. Ở đây giả sử level 1 mình điều chỉnh nó âm 1000 chẳng hạn, thì nó không báo lỗi. Bạn lưu cho mình, như là cái thằng cắt lên này nó luôn luôn nằm trong top và bottom. Đấy, và mục tiêu của nó chỉ là cắt mà thôi. Do vậy, ở trong các bản vẽ mà các bạn bổ kỹ thuật ấy, thì đôi khi chúng ta có những cái vị trí mà chúng ta cần phải cắt qua để chúng ta thấy rõ được đối tượng. Thông thường chúng ta hay cắt ở 1m2, nhưng giả sử chúng ta có một cái cửa nó ở 1m5 chẳng hạn, thì các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh cái cắt lên để cái mặt bằng chúng ta thấy được cái cửa đấy. Được chưa? Rồi, đây là cái cắt lên. Và một cái lưu ý nhỏ với các bạn, đó là việc hiển thị đối tượng trong cắt lên. Một đối tượng khi được cắt qua trong cắt lên, nó sẽ được hiển thị với dạng nhiều cách. Đầu tiên là nó có thể thiết lập việc hiển thị của nó trong tab Manage và các bạn vào Object Style. Trước khi các bạn vào thì mình sẽ cùng xem. Đây, giả sử đây là một cái đối tượng có tên là Garrick Model, loại đối tượng là Garrick Model. Thì mình vào Object Style, mình chọn cái Garrick Model nhá. Thì bạn thấy này, ở đây nó sẽ phân ra nét cắt và nét thường. Giả sử mình cho nó nét cắt nó đậm hơn là 5. Apply. Thì khi mình điều chỉnh cái nét độ dày, bạn thấy nó rất là đậm này. Đấy. Hay mình vào Object Style, mình điều chỉnh cho nó cái Garrick Model này, cái projection là những cái nét thấy không phải nét cắt. Giả sử mình cũng cho nó lên là 5 chẳng hạn. Mình apply. Thì bạn thấy nó cũng đậm lên. Đấy. Hay giả sử các bạn cũng có thể điều chỉnh, ví dụ như Garrick Model ở đây mình cho nó là 1, nét thấy thì nó sẽ mỏng hơn. Và mình điều chỉnh màu sắc cho nó, giả sử mình cho nó nét đỏ nhá. Apply. Bạn thấy chưa? Chúng ta có thể thiết lập được nét hiển thị của đối tượng theo này. Tuy nhiên các bạn thấy là khi chúng ta thiết lập trong Object Style thì toàn bộ nét của đối tượng nó sẽ được thay đổi theo. Giả sử các bạn không muốn toàn bộ đối tượng mà phân ra rõ được nét cắt và nét thấy thì làm nào? Thì lúc đấy các bạn sẽ không thiết lập đây. Các bạn sẽ không thiết lập đây. Giả sử mình Ctrl Z. Được chưa? Bây giờ giả sử mình sẽ thiết lập bằng mục VG. Cái này thì chắc các bạn biết rồi, các bạn học các bài trước thì bạn biết về thiết lập VG rồi đúng không? Thế đây cái Garrick Model mình vào đâu? Đây ạ. Thì nó phân ra nét thường, nét cắt. Giả sử các bạn muốn này, nét cắt nét màu tím, loại nét đứt, độ đậm là 5. Ok ạ. Apply. Đấy, có thấy không? Hay là các bạn muốn nét thấy thì các bạn vào line đấy. Các bạn điều chỉnh cho nó nét xanh chẳng hạn. Và nét liền chẳng hạn. Ok. Apply. Đấy. Ở đây do cái nét đứt này nó quá nhỏ, mình sẽ điều chỉnh view range cho nó tụt xuống một chút. Ở đây ví dụ 400. Đấy. Các bạn thấy nét đứt màu tím. Thì đây cũng là một cái cách giúp các bạn thiết lập hiển thị. Do đó các bạn có thể hiểu này, với đối tượng nó nằm bị cắt qua ấy, trong cái cắt lên nó sẽ được hiển thị và nó sẽ phân ra làm nét cắt và nét thấy, và mới mỗi loại nét đấy các bạn có thể tùy chỉnh vào Object Style
theo loại đối tượng. Đây, loại đối tượng là cửa thì các bạn vào cửa, vào đó. Generic model thì bạn vào generic model, hay funeral thì bạn vào funeral. Nhưng lưu ý ở đây thì net nó sẽ hiển chung, được chưa? Còn nếu các bạn muốn phân rõ ra rõ là net cắt, net thấy với những cái loại net đặc điểm khác nhau thì các bạn vào trong VG, lệnh Visible Graphic Array, một model thì là vào đúng loại đối tượng, được chưa? Thì đấy là cái cắt plane. Rồi ạ. Chúng ta sẽ cùng thiết lập tiếp về những cái đối tượng khác như là, à, trước khi chuyển thì các bạn thấy nhá, những cái đối tượng nào nó thấy mà chúng ta thiết lập trong cái mục VG mà có thể nó không phải cắt qua nhưng nó nằm phía dưới cái vùng nhìn của chúng ta, nó nằm cái vùng này các bạn ơi. Đây, nó cũng sẽ được thể hiện bằng cái lệnh VG hoặc là lệnh Object Style các bạn nhá, được chưa? Như vậy thì trong bài học ngày hôm nay các bạn đã được giới thiệu về ViewRange và được thiết lập hiển thị ViewRange bằng cái thiết lập về cắt plane. Các bạn thấy rằng thì nội dung bài học sẽ không chỉ giới hạn trong cái mục ViewRange mà còn giúp các bạn biết thêm các kiến thức nữa như là về lifestyle này, về object style hay là về visible graphic override. Thì đây là những cái kiến thức tổng hòa của nhiều kiến thức mà các bạn cần phải biết. Revit là sự tổng hòa của nhiều loại kiến thức các bạn nhé. Vậy các bạn hãy cố gắng xem đi xem lại nhiều lần video clip này để có thể hiểu nó rõ hơn, và bất cứ thắc mắc nào có thể liên hệ với mình để được giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.